Hotboy Trương Minh Thảo áp lực khi hôn đàn chị hơn 6 tuổi. Hotboy, người ấy là ai? Trương Minh Thảo run khi đóng những cảnh yêu đương với hai đàn chị Gia Gia Trương Nhi, Băng Di. Trương Minh Thảo hợp tác cùng Gia Gia Trương Nhi và Băng Di trong phim Hoa Sơn Trà, tạo thành mối tình tay ba đầy sóng gió. Ngoài đời, nam diễn viên mới 26 tuổi, kém hai bạn diễn nữ 6 tuổi. Khoảng cách tuổi khá lớn này khiến Trương Minh Thảo áp lực khi nhận vai. Trong ngày đầu gặp gỡ dàn diễn viên, tôi lo lắng vì nhiều người nói chị Gia Gia Trương Nhi và Băng Di trông trưởng thành hơn mình. Chính bản thân tôi cũng thắc mắc về lựa chọn của các đạo diễn để chúng tôi kết hợp trong bộ phim tình cảm. Tuy nhiên sau buổi định trang, tôi thấy phong cách của chị Gia Gia Trương Nhi và Băng Di đều phù hợp, cả ba trông cũng cân bằng, không bị chênh lệch, Hotboy sinh năm 1996 nói. Lần đầu hợp tác cùng hai đàn chị, Trương Minh Thảo không khỏi run trong những phân cảnh tình cảm, đặc biệt là các cảnh hôn với Gia Gia Trương Nhi. Nữ diễn viên cho biết ngoài đời, Trương Minh Thảo có tính cách hài hước nên khi đóng cảnh hôn, cô thường bị bật cười. Các phân đoạn này vì vậy phải quay đi quay lại nhiều lần mới thành công. Mỹ Nam của người ấy là ai cho biết anh được Gia Gia Trương Nhi, Băng Di hỗ trợ nhiều trong quá trình diễn xuất. Vai diễn của Trương Minh Thảo trong Hoa Sơn Trà là Nam Khánh, một thiếu gia nhà giàu nhưng sống chung thủy, tình cảm. Từng đóng nhiều vai con nhà giàu, nhân vật này không phải là thách thức với nam diễn viên. Tuy nhiên, anh lo lắng vì nhiều tính cách của Khánh khác biệt với anh ngoài đời, vì vậy anh khó lột tả hết cảm xúc nội tâm của nhân vật. Câu chuyện xoay quanh Nam Khánh khá phức tạp, diễn biến tâm lý của nhân vật vì vậy lúc thăng trầm, lúc chông chênh, nhiều lúc còn rơi vào những tình huống khó xử, éo le. So với cuộc sống ngoài đời của Trương Minh Thảo thì nó khác xa rất nhiều, nam diễn viên nói. Quá trình quay Hoa Sơn Trà với Trương Minh Thảo có nhiều kỷ niệm. Khi được cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn liên hệ mời tham gia dự án, anh lập tức nhận lời. Tuy nhiên sau đó, nam diễn viên không có cơ hội làm việc cùng cố đạo diễn vì ông bất ngờ qua đời vì bạo bệnh. Trong phim, Trương Minh Thảo là người trẻ tuổi nhất, non kinh nghiệm nhất nên anh thấy không ít áp lực. Nhờ khoảng thời gian ở cùng khu trọ, ăn cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau với cả đoàn phim, nam diễn viên học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Trương Minh Thảo sinh năm 1996, được biết đến qua nhiều bộ phim như Con Gái Yêu, Chiếc Nhẫn Đi Lạc, Crush Của Tôi Là Idol, Cậu Chủ Ma Cà Rồng. Có ngoại hình điển trai. Anh từng gây sốt khi tham gia các chương trình Người Ấy Là Ai và Tỏ Tình Hoàn Mỹ,